Hôm trước tôi có thực hiện một video hướng dẫn các bạn cách sử dụng tính năng Premerge để thay thế hàng loạt dữ liệu khi mà bạn thiết kế những cái tài liệu mà cần phải thay thế nội dung nhiều như là các cái zip hoặc là giấy mời. Tuy nhiên cái hướng dẫn đó thì lại sử dụng cơ sở dữ liệu là Excel thì nó cũng có một vài cái điều tương đối là bất tiện. Thứ nhất là đòi hỏi người sử dụng phải có tính, phải biết cách sử dụng Excel, ví dụ như là cách format lại cái nội dung là điện thoại di động để làm sao không bị mất cái số 0 ở đầu. Và khi mà chúng ta có làm xong được cái cơ sở dữ liệu thì cách S nó vào cũng như là nhận diện cái dữ liệu đó tương đối là lỏng nhỏ. Vậy thì hôm nay tôi làm lại một cái video khác hướng dẫn các bạn cách đưa cơ sở dữ liệu đơn giản hơn, đó là chúng ta sử dụng Notepad, một cái chương trình rất là phổ dụng ở trên Windows. Và để thực hiện thì chúng ta sẽ mở Notepad lên, chúng ta sẽ thực hiện cái việc khai báo các cái trường dữ liệu cần phải thay thế ở trong Notepad đó, và sau đó thì nhập các cái dữ liệu cần thiết. Ở trong cái Notepad này thì các bạn đặc biệt lưu ý tới hai dòng đầu tiên. Dòng thứ nhất là các cái trường dữ liệu mà các bạn cần phải thay thế gồm bao nhiêu trường, thì chúng ta sẽ nhập cái con số đó để khai báo cho chương trình biết là có từng đấy trường sẽ cần phải thay thế. Ví dụ ở trong cái hình này thì các bạn thấy là bài mẫu chúng ta có tên là 1, chức danh của người nghiệp là 2, điện thoại di động là 3 và email liên hệ là 4. Vậy thì cái dòng đầu tiên này chúng ta sẽ phải điền vào con số 4 để xác nhận là có 4 trường cần thay thế. Tiếp theo là các cái trường đó tên là cái gì, bao gồm là tên này, nghề nghiệp hoặc chức danh này, mobile và email. Các bạn lưu ý tới cú pháp khi mà chúng ta gõ, đó là mỗi một cái trường này thì đều được đặt ở trong hai cái xẹp chéo như thế này, bắt đầu là một xẹp và kết thúc là một xẹp để phân biệt ra giữa các trường. 4 trường thì đều phải đặt tên và đều phải đặt ở trong các cái xẹp này giống như hình mẫu các bạn đang nhìn thấy. Đến dòng thứ 3 trở đi thì bắt đầu tới việc là nhập dữ liệu cụ thể, nghĩa là tên người là gì, nghề nghiệp là gì, mobile là gì và email cá nhân của người đó là gì, và cũng tuân thủ theo cái quy tắc là các cái xẹp đặt đầu và đặt cuối của mỗi trường này đủ. Mỗi một dòng này là 4 trường. Sau khi mà các bạn làm xong về mặt nội dung thì các bạn sẽ vào file, vào save hoặc là save as, sau đó thì các bạn lưu nó ở chế độ là text document dạng đuôi txt. Tên thì không thành vấn đề, các bạn có thể đặt bất cứ một cái tên nào miễn là các bạn phân biệt được nó với các tên khác và để cái encoding là Unicode để đảm bảo rằng là không có xảy ra lỗi khi mà các bạn nhận các cái ký tự mà có dấu. Sau đó thì các bạn xếp lại là xong. Sau khi mà các bạn chuẩn bị xong cái cơ sở dữ liệu này thì các bạn sẽ mở Corel ra và lấy cái file mẫu, sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành thực hiện như là cái hướng dẫn trước. Trường hợp mà các bạn vẫn chưa xem các cái hướng dẫn ở trong video trước thì tôi cũng xin lặp lại ở trong video này. Các bạn sẽ vào menu File, vào Premerge, chọn lệnh Quick Load Premerge. Ở đây chúng ta có hai tùy chọn, thì các bạn chọn Import Text from a File or an ODBC Data Source, nhấn Next. Sau đó thì các bạn Browse và chọn cái file này ra. Trong cái folder mà các bạn chứa cái tệp txt vừa thực hiện thì các bạn sẽ không nhìn thấy nó ngay vì mặc định thì nó yêu cầu là Rigid Format. Thế nhưng mà các bạn có thể tìm thấy bằng cách là sổ danh sách ra và chọn Text File. Các bạn sẽ nhìn thấy cái tệp mà các bạn đã làm. Nhấp chọn tệp, sau đó thì nhấn Open để mở ra, nhấn Next tiếp. Tới đây thì chúng ta thấy rằng là các cái trường mà chúng ta muốn thay thế nó đã được nhận diện ở bên trong cái cửa sổ Premerge này, nhấn Next.
Nói tiếp, sau đó finish. Tới đây thì cái thanh hỗ trợ Primark đã mở ra và các bạn sẽ thực hiện lệnh là chèn các cái trường thay thế vào. Ở đây thì chúng ta có đầy đủ 4 trường: name, job, mobile và email. Thì bắt đầu bằng trường name, các bạn nhấn chọn insert Primark file, nó sẽ đưa một trường vào đây. Trường này tương ứng với dòng đầu tiên. Thế thì chúng ta sẽ cần phải chọn vào cái file mẫu để xem là format của nó là phông gì, size là bao nhiêu, là màu như thế nào. Thì chúng ta sẽ thay thế cho cái phông và các cái size này vào trong cái trường name này. Chọn trường name, nhấn chọn phông, nhấn chọn size và sau đó thì format đúng màu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vẫn giữ cái trường này được lựa chọn, giữ shift, chọn cái dòng đầu tiên này và nhấn L bàn phím để dõng hàng đúng bằng cạnh trái. Sau khi thực hiện xong đến đây thì các bạn bật cái chức năng là show guideline để xem là cái đường dõng chân chữ đã được thực hiện hay chưa. Nếu mà nhấn lên mà cái đường chân chữ này chưa có thì các bạn sẽ nhấp chuột vào trong thước ngang này và kéo cho tới khi nào mà cái đường dõng này nó nằm đúng vào cái chân của chữ. Sau đó thì các bạn có thể là xóa bỏ cái chữ mẫu đi và chọn cái trường name vừa rồi, di chuyển nó lên. Trong lúc di chuyển thì các bạn nhấn giữ phím Control cho tôi để đảm bảo rằng là nó sẽ đi một cái đường thẳng lên trên và không bị lệch sang phải sang trái cho tới khi nào mà cái chữ name này nó nằm đúng ở trên cái đường dõng. Về tiếp theo thì chúng ta chọn Job cũng insert vào, sau đó thì cũng chọn cái dòng mẫu này để xem format của nó là phông gì, size là bao nhiêu và màu mè như thế nào. Chúng ta cũng sẽ format cho cái chữ Job này giống y hệt như thế. Ở đây là phông area và size là 7. Chúng ta làm xong đến đây thì cũng lại giữ shift, chọn dòng thứ hai, nhấn L để dòng hàng bên trái, sau đó thì cũng lại kéo đường gai ở trên thước xuống để định nghĩa về cái vị trí của nó, sau đó thì xóa dữ liệu block đi và cũng nhấn giữ phím Control, sau đó thì chọn cái chữ Job này và các bạn cũng dịch nó lên cho tới khi nào cái chữ B này nó nằm đúng ở chân này thì thôi. Trường thứ ba các bạn cần nhập vào đó là mobile, bấm vào cái mẫu này thì hai trường này thì nó lại làm một cái khối cùng với nhau. Tuy nhiên là chúng ta cứ làm theo hướng dẫn là các bạn có thể xử lý được. Thì ở đây là size 6, form area và format là nghiêng. Vậy thì tôi lại format tiếp cái mobile này cũng tương tự như thế, là 6 này, nghiêng này. Sau đó thì giữ shift, chọn bất kỳ một cái trường nào ở đây và các bạn lại nhấn left để dõng hàng. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại cái đường dõng này nó đã nằm đúng chân hay chưa. Nếu mà chưa đúng chân thì nên nhập chọn cái dữ liệu này mà nhấc nó lên một tí, hoặc là nếu không thì bạn có thể xóa luôn. Và các bạn giữ cái dòng mobile này, nhấn Control và hạ nó xuống cho tới khi nào mà chân chữ M nó nằm đúng ở đây. Tiếp theo thì các bạn sổ danh sách ra và các bạn chọn email, insert tiếp. Thì hai cái này, mobile và email, là format giống hệt nhau. Đó thì các bạn chọn 6, chọn area và nghiêng. Tiếp tới là các bạn chọn chữ mobile trước, chữ email sau, và các bạn nhấn Ctrl L để trộn hai cái nội dung này vào thành một. Sau đó thì chọn công cụ Text đặt vào đầu của chữ email này và Enter để đưa nó xuống dòng, thì đảm bảo rằng là nó sẽ bằng đầu dòng và đồng thời nó cũng cách dòng trên dòng dưới giữa hai chữ mobile và email giống nhau. Tới đây thì chúng ta đã thực hiện xong được cái thao tác là đưa đầy đủ cái nội dung mà các trường thay thế vào. Và bây giờ chúng ta có thể là nhấn tiếp cái lệnh print perform Primark để bắt đầu là tiến hành vừa đưa cái dữ liệu vào và đồng thời là kết nối máy in để chúng ta có thể in ra luôn. Nhấn nút và chúng ta quan sát hộp thoại print mở ra. Các bạn có thể khai báo máy in mà các bạn cần kết nối. Sau đó thì các bạn nhấn chuyển sang chế độ Print Preview để các bạn xem trước cái nội dung nó sẽ trông như thế nào. Sau khi mà hộp thoại Print Preview mở ra
thì các bạn nhìn thấy là các dữ liệu bắt đầu được đưa vào đây. Và do trong cái mẫu mà tôi hướng dẫn thì gồm có 3 các khác nhau và nó sẽ được thiết lập thành 3 trang trong tài liệu. Các bạn có thể bấm nút tiến và lùi để các bạn xem các cái trang còn lại thì dữ liệu nó đã thay thế cho cái các mẫu hay chưa. Và đến đây sau khi kiểm tra thì chúng ta đã thấy rằng là nó hoàn thành cái việc thay thế nội dung vào trong cái thiết kế. Tuy nhiên cái việc mà đặt 3 cái cáp này vào trong 3 trang thì nó thứ nhất là vừa phí giấy, thứ hai là vừa mất công, tại vì chúng ta phải in 3 lần chúng ta mới in ra 3 cái cáp này. Do đó thì các bạn nên bấm vào cái biểu tượng công cụ thứ hai này ở bên thanh công cụ để chọn cái format. Hiện tại thì mới chỉ có 1 cáp nằm trong 1 trang thôi, do đó thì chúng ta sẽ tăng hàng tăng cột để đưa các dữ liệu này lên thành trang. Đây là 2 cáp trong 1 trang, tăng thêm 1 hàng nữa thì chúng ta sẽ 3 cáp, 4 cáp trên 1 trang. Sau đó thì kiểm tra lại xem có đúng là các cái dữ liệu vừa rồi thì khi nằm trên 1 trang thì bây giờ nó đã được đưa lên, nó nằm trên 3 trang khác nhau thì bây giờ nó đã được đưa lên trên 1 trang hay chưa. Bây giờ thì chúng ta đã xác nhận rằng đúng là 3 cái cáp này đã được đưa hết lên trên cùng 1 trang. Và sau đó thì các bạn cần thì các bạn có thể bổ sung thêm cái dấu xén, thì các bạn bấm vào biểu tượng này và các bạn chọn tiếp cái biểu tượng dấu xén ở đây. Sau khi các bạn chèn vào thì dấu xén đã xuất hiện, và khi in ra thì bạn dựa trên các cái vạch này, các bạn đặt thước kê thước và các bạn có thể xén ra được một cái chính xác cái bài mẫu của mình. Và cuối cùng thì các bạn chỉ việc là chọn nút print và chờ máy in ra và kiểm tra lại kết quả. Hy vọng rằng là cái cách thức thực hiện như thế này thì nó sẽ giúp các bạn giải quyết được cái yêu cầu khi mà các bạn thiết kế các hoặc giấy mời cho một cái công ty, một cái tổ chức nào đó và phải xử lý rất nhiều tên. Nó sẽ giúp các bạn là làm việc an toàn hơn, không phải copy paste, bởi vì copy paste nó là một cái thao tác rất là nguy hiểm. Các bạn có thể là copy sót, copy thiếu hoặc là paste nhầm từ người nọ sang người kia. Thì với cái tính năng Framework và cái cách làm việc trên Notepad hết sức là đơn giản như thế này thì chắc là các bạn sẽ đạt được kết quả khả quan hơn rất là nhiều cái cách thức làm thủ công trước đó.